Dạ em Dương lại xin được mến chào tất cả các bác. Đối với cái mùa bồ kết ở Bắc Giang thì hiện tại bây giờ nó đang là tháng 7 rồi. Hôm nay em đang đi quay video này là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch rồi nhá. Thì ở Bắc Giang thì hiện tại bây giờ quả bồ kết nó đã đậu. Đối với những cái cây mà nó ra quả sớm thì bây giờ quả nó đã to được như này rồi các bác này. Nó to bằng chiếc đũa rồi nhưng mà nó vẫn còn đang rất mỏng. Thì đối với những cây ra quả sớm như này thì nó sẽ được thu quả vào tầm khoảng tháng 9 đến tháng 10 nhau nhá. Có những cây mà bây giờ nó đang ra hoa ấy, thì là những cây đối với những cây ở tỉnh nóng mà bây giờ nó đang ra hoa thì sẽ thu vào tầm tháng 11 tháng 12. Đây là những cái quả bồ kết rất là sai này, nhưng mà cái cây này là em lựa chọn để lấy mắt ghép để ghép cho những cái cây thực sinh, bồ kết thực sinh trên nhà vườn nhau nhá. Thì đối với những cái cây bồ kết để em lấy cành này thì em sẽ lựa chọn là những cây bố mẹ xuất sắc. Đấy, đây là cái cây đây các bác. Đây là cái cây em để lấy mắt ghép. Thì cái cây này là bình thường mỗi năm em thu hoạch cây này thì là được tầm khoảng trên 3 tạ quả, 3 tạ đến 4 tạ quả cây này. Và cái cây này thì nó cũng ở trong tỉnh Bắc Giang của em thôi, thì là cũng gần nhà vườn. Em để em mua cái cây này thì em để em lấy mắt ghép. Đây các bạn có thấy này, cái phần mắt ghép của cây này nó cũng khá là đẹp, mà nó có nhiều mắt sống và nó không bị thối mắt, thì là sẽ lựa chọn để lấy mắt ghép nha các bác nhé. Trong cái quá trình đi thu mua thì đối với những cây bồ kết nào mà nó sai quả nó đẹp thì em sẽ bớt ra vài cây để sử dụng cho mắt ghép để trên nhà vườn. Bởi vì trên nhà vườn hiện tại em đang làm cái vườn ươm bảo tồn cái cây giống bồ kết. Thì đối với cây bồ kết nó có hai loại cây nhé bà con nhé. Là một là cây bồ kết thực sinh, có nghĩa là cây bồ kết trồng từ hạt trở lên. Đấy, còn một loại cây nữa là cây bồ kết ghép, thì sẽ sử dụng những cái phần cây thực sinh trồng ở trong bầu, sau đó là khi cây đã đủ độ to rồi, đủ kích thước chiều to thì em sẽ cắt những cái mắt như này và em ghép vào thì nó sẽ ra cái cây bồ kết ghép. Trong cái video này thì em cũng lý giải cho bà con luôn là tại sao cái cây bồ kết ghép nó lại không có gai nha con nhá. Thì đây là một cái cây bồ kết là nhà em chuyên để lấy mắt. Thì các bác có thể thấy là khi một cây bồ kết nó đã già, nó đã được tầm 40-50 tuổi rồi ấy, nó già như này thì cây nó sẽ không có gai nữa, nó không ra gai nữa bác. Đây chính là cây bồ kết nha bác nhá. Đây là cây bồ kết đấy, nó ở cả dưới gốc trên ngọn thì nó cũng không có gai. Thì khi em cắt mắt ghép như này, em cắt mắt ghép, đây là những cái cành ghép em cắt, và thì em sẽ cắt ở những cái phần đỉnh ngọn ở bên trên kia. Đấy, ở trên những cái phần đỉnh ngọn trên kia thì nó sẽ không có gai, và cái mắt này khi nó mọc mầm lên mà nó lên thì nó sẽ không có gai nhau nhá. Nhưng cái phần thực sinh ở phần gần gốc ấy, có nghĩa là cái cây thực sinh này em gieo từ hạt lên, thì cái phần thực sinh bên dưới nó thường là em sẽ cắt cao tầm khoảng 40-50 cm ấy, thì cái phần đấy là nó vẫn ra gai. Còn cái phần mắt ghép mà ghép vào thì nó không có gai đâu nhau nhá. Đấy, và cái ưu việt của cây bồ kết ghép đấy là khi các bác trồng xuống thì nó sẽ có tỷ lệ ra quả là 100%, nó không bị cây đực như là cây bồ kết gieo hạt. Đấy, cây bồ kết gieo hạt thì nó có tỷ lệ cây đực lên đến 70-80%. Đấy, còn cái cây bồ kết ghép thì các bác còn thấy là cái phần mắt ghép thì bên nhà em đã lựa chọn từ những cái cây nó xuất sắc rồi, cái cây bố mẹ nó rất là xuất sắc rồi. Đấy, em có thể quay quả với các bác xem luôn. Đấy, nhưng mà đối với những cây xuất sắc này thì em sẽ để em lấy cành ghép, cho nên là cái phần quả thì em sẽ không thu vào cái vụ này nữa. Những cái đầu ngọn đầu cành các bác có thể thấy là nó ra hoa ra quả này. Đây là một cái chùm, đây để cho bác xem một cái chùm nhé. Đây là một cái chùm quả bồ kết non này. Đây là quả bồ kết nó non, nó màu xanh chứ không phải là lá đâu nhau nhá. Đó. Thì nhà em chấp nhận là sử dụng để lấy mắt ghép thì mình sẽ không lấy quả, không thu quả nữa. Cô bác anh chị nào mà mình có những cái khu đất nào và còn đang bỏ không thì các bác có thể tham khảo trồng cây bồ kết thu trái. Cây bồ kết nó là một trong những cái cây trồng mang lại kinh tế cực kỳ cao. Trong vài năm trở lại đây thì quả bồ kết giá thành nó tăng lên hàng năm, vì một cái lý do đấy là cái nguồn cung cấp quả bồ kết không đủ nhau nhé. Thì hiện tại bây giờ đối với quả bồ kết thì em Dương cũng thu mua số lượng không giới hạn. Hàng năm em thu mua số lượng không giới hạn. Thường thì có năm thì em thu được tầm 70-80 tấn, có năm thì được ít hơn, được 50 tấn. Cô bác anh chị nào mà mình có những cái quả bồ kết hoặc có những cây bồ kết cần bán thì cũng rất mong là có thể kết hợp giao lưu và thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của bà con trên cả nước luôn ạ.
Đối với các bác ở xa thì bên nhà vườn nhà em, bên nhà em thì em sẽ check Zalo với các bác, xong đó là các bác sẽ gửi cho em qua đường bưu điện hoặc gửi qua đường xe tải, xe khách nhau nhé. Cái quả bồ kết hiện tại thì bên nhà em thì cũng đang có, bên hợp tác xã nhà em thì cũng đang làm những cái đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đấy, nhưng mà ngược lại thì trong nước bây giờ cũng đang cần rất nhiều cái nguyên liệu quả bồ kết này. Như các bác có thể thấy thì hiện tại bây giờ là tháng 6 thì nó không còn bồ kết nữa rồi. Mọi người hiện nếu mà mình thời điểm bây giờ mà các công ty dầu gội, các công ty làm hương mà mọi người cần đến quả bồ kết thì một là được tích tụ từ trước, từ đầu vụ, hai là nếu mà không còn nữa thì bây giờ các bác phải nhập của nước ngoài rồi, nhập của Trung Quốc hoặc là nhập của Lào nhé. Các bác có nhu cầu về cây bồ kết giống, cây bồ kết ghép thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên góc màn hình nhau nhé. Ngoài ra thì cũng có thể là em cũng rất muốn giao lưu học hỏi với tất cả cô bác anh chị, các nhà vườn, các anh chị sản xuất, để sau này có thể kết nối mọi người với tới lại những cái nhà vườn trồng và cây bồ kết, trồng và phát triển cây bồ kết. Rất mong là chúng ta có thể là kết nối để cho bà con trồng cây bồ kết, hoặc là bà con đang có những cây bồ kết có thể là sẽ có nhiều sự lựa chọn về bán quả bồ kết hơn. Cô bác anh chị nào có những cái câu hỏi gì thì có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này, hoặc các bác trực tiếp gọi điện cho em Dương qua số điện thoại em ghi trên các màn hình nhé. Thì em sẽ cố gắng làm ra những video để hướng dẫn chia sẻ cho các bác cách ghép cây bồ kết này, cách trồng và chăm sóc cây bồ kết làm sao để cho mình có những cái trái bồ kết sai nhất nha mọi người nhé. Em xin phép được dừng cái video tại đây, xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video ngày mai ạ. Xin chân trọng kính chào.